Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, ăn ở phúc phận, được thần Phật độ mệnh, làm ăn trúng lớn, tiền bạc ào về, giàu hơn trúng số. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thân mến, tôi không biết cô bác đang ở đâu, cũng chẳng biết cô bác là ai, cũng không biết cô bác đang mong gì, muốn gì hay chờ gì. Tôi chỉ biết trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch đang rất gần, đang cận kề. Tôi cần cô bác xốc lại tinh thần, xốc lại bản thân mà chuẩn bị cho một đoạn thử thách cùng cơ hội ở phía trước. Khi thời thế không thuận, thiên thời không nhiều, địa lợi không lắm, thì nhân là yếu tố duy nhất cô bác có thể trông cậy vào phát sáng, phát lửa mà chèo chống cuộc đời. Và tôi cũng không biết vì sao cô bác lại đến được đây, nhưng thật hữu duyên khi ta được gặp nhau trong khoảnh khắc tâm linh đặc biệt này. Tiên tri biết trước tương lai không phải là mong cầu lớn nhất, nhưng lại là bản lề song hành cùng vận mệnh con người hưng thịnh hay suy tàn. Từ Đông Phương huyền bí sang Tây Phương hiện đại, từ cổ chí kim cho đến thời bình hiện tại, các thầy tử vi, thầy phong thủy, thầy chiêm tinh, nhà thần số học vẫn đang ngày đêm nghiên cứu và đúc kết số mệnh con người. Và giới tiên tri tử vi gần đây nhất đã tiết lộ ra bí mật giúp số ít con giáp vượt qua đại hạn đón lấy bình an, trong đó nổi bật nhất là con giáp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, Canh Tuất tránh được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ. Người tuổi Canh Tuất muốn tiền bạc ập đến, mua nhà tậu xe thì hãy tránh những điều đơn giản này, nhất là nếu biết tận dụng vận may từ những bí mật này mà đổi đời sang trang. Từ nay trở đi, tấm bản đồ tương lai đã trải rộng ra trước mắt, hố sâu, vực thẳm hay rừng vàng, biển bạc đã hiển lộ, làm gì cũng thuận lợi, một bước lên mây, tiền nhiều như nước. Sinh ra trong thời loạn là bất hạnh, nhưng công thành danh toại, giàu sang, phú quý giữa thời loạn đó chính là may mắn mà con giáp này xứng đáng nhận được. Vậy bí mật đó là gì? Điều phải tránh là gì? Bản mệnh sẽ có vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch diễn biến như thế nào? Thì ngay sau đây xin mời quý khán giả hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết nhé. Quý bản mệnh tuổi Canh Tuất thân mến, có bao giờ cô bác nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn hay tại sao mình đang phải ngược xuôi, long đong, lận đận? Chắc chắn là có, chắc chắn từng có lúc cô bác than thân trách phận, hận mệnh oán đời, tiếc thời thế không thông, buồn vì vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc cô bác thấy bất đắc chí hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ cô bác nghĩ bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Có một cách nói như thế này, rằng trong mỗi con người đều có một vị Phật, nên đó là nguồn gốc của câu Phật tại tâm. Trong tâm thức của chúng ta, có một vị Phật đang hiện hữu, đang tồn tại, đang chứng kiến từng hành vi trong từng nhịp thở của ta nhân thế, để hướng về vị Phật này. Không cần cúng dường, cũng chẳng cần hương khói hay bất cứ thứ phàm tục chấp chất nào, có chăng chỉ cần làm đúng, chỉ cần hướng thiện, biết sám hối khi sai, biết chắp tay khi nguyện, biết cúi đầu khi học, biết cảnh cáo khi khẩn cầu những vướng mắc trong cuộc sống đời thường và quán cái trách nhiệm vào từng hành vi, vậy là đủ. Vấn đề là ở chỗ vị Phật này ít người nhận ra,
ít ai nhận thấy, nên người ta hay cầu Phật ở ngoài chứ ít khi hướng vào vị Phật ở trong. Không sai, khi cầu cúng bề trên nơi chùa to, điện lớn, nhưng đừng quên dưỡng cái chánh niệm hướng về vị Phật trong chính con người mình. Đừng quên là mọi hành động ta làm, mọi hành vi ta thực hiện, mọi kế hoạch, mọi mưu tính, mọi suy nghĩ sâu thẳm nhất cũng sẽ được vị Phật này dõi nhìn. Không hẳn là chấm tội ghi công hay gì đó là việc của quỷ thần, mà là dõi nhìn để xem ta đi được bao xa trên đường học, hay lại để cho cái cõi hồng trần này vừa dập cuốn đi. Nhắc cho canh tuất rằng, dù có thế nào cũng đừng quên cái sơ tâm của cô bác khi vào đời, dù có thế nào cũng đừng quên cái thiện tính, cũng đừng mất cái hoan hỷ tại tâm, cũng đừng để sân si, sân hận che mờ suy nghĩ, làm đớn hèn bản thân, khiến cô bác đưa ra những lựa chọn nhầm đường, lạc lối. Tuổi canh tuất sinh năm 1970 thuộc hành kim trong ngũ hành với thiên can canh, mang tính chất của kim, biểu trưng cho sự cứng cỏi, kiên định và công bằng, kết hợp với con giáp tuất, biểu tượng của lòng trung thành, chính trực và trách nhiệm. Tuổi canh tuất là sự hòa quyện giữa sự mạnh mẽ của ý chí và lòng trung nghĩa. Người tuổi canh tuất thường có tính cách trung thực, công bằng và đầy tinh thần trách nhiệm. Họ là những người sống có nguyên tắc, luôn giữ vững lập trường và không dễ bị dao động bởi những tác động bên ngoài. Thiên can canh giới yếu tố kim giúp họ có sự mạnh mẽ, quyết đoán và khả năng xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Họ luôn đứng vững trước khó khăn, không ngại đối mặt với những thử thách để bảo vệ những điều mình tin tưởng. Những người tuổi này thường rất trung thành và tận tụy. Họ coi trọng mối quan hệ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, luôn sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung. Con giáp tuất mang đến cho họ lòng nhân ái và sự chân thành, giúp họ dễ dàng chiếm được lòng tin và sự tôn trọng của những người xung quanh. Họ luôn giữ lời hứa và không bao giờ quay lưng với những người mà họ yêu quý. Tuy nhiên, người tuổi canh tuất cũng có thể trở nên cứng nhắc và bảo thủ, sự kiên định và tinh thần. Nguyên tắc của họ đôi khi khiến họ khó tiếp thu những quan điểm khác biệt hoặc thay đổi cần thiết. Họ có thể quá tập trung vào việc bảo vệ chính kiến mà bỏ qua sự linh hoạt cần thiết để thích nghi với tình hình mới. Điều này có thể làm họ trở nên cô lập hoặc gặp khó khăn trong các mối quan hệ xã hội. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi canh tuất hiểu rằng sự trung thực và tinh thần trách nhiệm là những giá trị cốt lõi của mình, nhưng cần phải đi kèm với sự linh hoạt và lòng khoan dung. Họ nhận ra rằng để thực sự phát triển và hạnh phúc không chỉ cần có một lập trường vững vàng, mà còn phải biết cách lắng nghe và thấu hiểu người khác. Họ học cách mở lòng, chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng những quan điểm mới, từ đó cải thiện bản thân và xây dựng những mối quan hệ bền vững. Người tuổi canh tuất cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc tuân thủ nguyên tắc và bảo vệ chính kiến, mà còn là về việc học hỏi và trải nghiệm. Họ biết cách tìm niềm vui trong những mối quan hệ xung quanh, đồng thời học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Họ hiểu rằng sự bình yên và hạnh phúc thực sự đến từ lòng khoan dung và sự thấu hiểu, từ việc chấp nhận những điều không hoàn hảo và tìm cách làm tốt hơn mỗi ngày. Trong các mối quan hệ, người tuổi canh tuất luôn cố gắng duy trì sự chân thành và trung thực. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự tin tưởng, tôn trọng và đồng cảm. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ cũng là những người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng gánh vác và giúp đỡ người khác khi cần. Người tuổi canh tuất với sự kết hợp giữa sự kiên định và lòng trung nghĩa là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và đáng tin cậy. Trên con đường nhân sinh, người tuổi canh tuất không chỉ trung thực và quyết đoán, mà còn biết cách giữ vững giá trị bản thân và vượt qua mọi thử thách. Chính sự hòa quyện giữa lòng trung thành và tinh thần trách nhiệm đã làm nên sự khác biệt của người tuổi canh tuất, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và trọn vẹn. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi canh tuất sinh năm 1970 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ tiết khí bạch lộ, kết thúc tại hàng lộ. Lúc này sự ấm áp trong không khí dần nhạt nhòa, khí trời chuyển lạnh, cây cỏ bắt đầu được phủ một lớp sương mờ. Sau bạch lộ thì kim khí bắt đầu chuyển dượng. Kim sinh thủy, nên những tuổi mệnh kim và mệnh thủy sẽ chuyển tốt, những mệnh kỵ kim và kỵ thủy thì vẫn thấy có phần không thuận lợi. Nhìn chung tổng quan thì tử vi nhận định người tuổi canh tuất ít gặp được may mắn trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc, canh tuất cần phải cẩn thận từng đường đi, nước bước, nếu không dễ phải chịu thiệt hại về danh tiếng, lợi ích.
Cục diện tương hại đem tới nhiều tác động xấu cho những người làm công ăn lương. Tuổi Canh Tuất không nên quá cả tin hoặc đặt trọn vẹn niềm tin vào bất cứ ai tại thời điểm này. Dù là bạn bè thân thiết hoặc người thân cũng có thể trở mặt, quay lưng với bạn vì lợi ích riêng của họ. Tử vi người tuổi Canh Tuất thời điểm này gặp vận tương hại, chú ý bị kẻ khác hãm hại, chơi xấu, nên cần phải cảnh giác. May mắn nhờ có bách diệt cát tinh nên vận sự nghiệp tài chính sẽ được cứu vớt phần nào. Đặc biệt là các tinh thiên y cũng góp phần chèo chống cho con thuyền trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tuất. Tuổi Canh Tuất nên tích cực hành thiện tích đức, cư xử khiêm nhường để cải thiện vận thế của mình. Trên phương diện tài lộc, hãy cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ. Dù Canh Tuất không có lòng hãm hại nhưng đề phòng người khác là điều cực kỳ cần thiết. Thời điểm này, tốt nhất nên tập trung vào các công việc của mình và hoàn tất những dự án còn dang dở, không nên vội vàng tiến hành những dự án mới. May mắn là phương diện tình cảm lại đem tới tin vui cho bản mệnh thời điểm này. Đào hoa nở rộ, người độc thân nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới. Tuổi Canh Tuất có thể mở lòng và thử trò chuyện với mọi người, có khả năng sẽ tìm được người phù hợp. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tuất cho thấy bản mệnh phải chịu sức ảnh hưởng xấu của cục diện tương hại trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, khiến mọi việc tiến triển khó khăn, thậm chí liên tiếp gặp phải cản trở do kẻ xấu cố tình hãm hại. Thời điểm này, tốt nhất Canh Tuất nên tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình, không nên nghe theo lời rủ rê, xúi dục của người khác. Dù là người Canh Tuất tưởng chừng thân thiết cũng có thể quay lưng tìm cách hãm hại Canh Tuất vì muốn kiếm lợi ích cho riêng mình. Khi nghe thấy những lời khích bác và những tin đồn vô căn cứ, Canh Tuất cần phải giữ được lý trí của mình, nếu không rất dễ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân, gây ảnh hưởng tới danh tiếng mà bản mệnh đã gây dựng suốt bấy lâu nay bị kẻ khác đạp đổ, ăn hoặc cướp mất công lao. Với người có chức, có quyền, bản mệnh chớ nên nảy sinh tâm lý kiêu ngạo và nóng nảy, dễ dẫn đến hành sự bất cẩn, đưa ra quyết định sai trái, gây ảnh hưởng đến tập thể. Bản mệnh cần nhắc nhở bản thân thay đổi ngay nếu thấy mình có xu hướng hành xử như vậy. Thời điểm này, thiên cẩu hung tinh cận kề, đây là điềm báo cho thấy bản mệnh dễ gặp rắc rối trong các mối quan hệ xã giao, bị tiểu nhân lừa gạt, chơi xấu mà không hề biết. Tốt nhất Canh Tuất nên học cách nhìn người, cũng tập cho mình đừng quá tin lời người khác mà cần phải tự kiểm chứng thông tin. Canh Tuất dù tiến triển tốt nhưng không được chủ quan, vì vận ngũ hành kim sinh thủy khiến cuộc diện của người tuổi Canh Tuất không có quý nhân nào che chở. Công việc không thuận lợi do không có người hỗ trợ, đưa đường chỉ lối. Bách diệt là một cát tinh nhỏ, không đủ sức để hỗ trợ cho người tuổi Canh Tuất trong thời điểm này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tuất cho thấy vận trình tài lộc cũng khá bất ổn. Khi các khoản thu vào không được như dự tính, mà các việc cần phải bỏ tiền ra chi tiêu vẫn ập tới hàng ngày, bản mệnh nên hạn chế việc rót vốn đầu tư hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh trong thời điểm này. Nhiều nguy cơ mà bạn chưa lường trước được đang rình rập. Vì thế, tốt nhất bạn nên dành thêm thời gian để chuẩn bị thêm các yếu tố nhân lực và vật lực, đồng thời chờ đợi một cơ hội phù hợp hơn sẽ đến với mình. Đối thủ cũng dễ đưa ra những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh, Canh Tuất không thể cả tin nghe theo lời dụ dỗ của người khác. Làm việc gì cũng cần phải thận trọng, tránh để xảy ra lỗi sai, thậm chí làm việc phạm pháp để người khác nắm đằng chui. Những người mới bước vào những lĩnh vực mới cần cẩn thận khi đưa ra những quyết định. Tuổi Canh Tuất cũng không nên mở rộng công việc làm ăn trong thời điểm này. Bản mệnh cần nắm rõ thế mạnh của mình nằm ở đâu, chứ đừng vội vàng chạy theo xu thế thị trường. Nếu quá nóng vội, Canh Tuất sẽ đẩy bản thân vào cảnh hao tài tốn của. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, trước hết hãy hoàn thành cho tốt các dự án còn dang dở. Nếu có thời gian rảnh thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm kiến thức và kỹ năng cho mình. Trong thời điểm này, tài lộc không được thuận lợi cho lắm, vận kiếm tiền không có quý nhân che chở nên tương đối vất vả. Tuổi Canh Tuất nên tận dụng sức mạnh các lợi từ thiên y và bách diệt để cải thiện vận tiền nong của mình.
thiên y sẽ đem tới tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ. Nếu canh tuất có thể tận dụng được những ưu điểm này vào công thì vận tài chính sẽ được cải thiện. Thiên y cũng ngụ ý sức khỏe tốt, không bị bệnh tật quấy nhiễu. Người tuổi canh tuất cũng không phải lo lắng về việc tốn kém tiền bạc về bệnh tật hay sức khỏe. Xét về phương diện diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi canh tuất sinh năm 1970, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Theo tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, may mắn là trên phương diện tình cảm lại có nhiều tin vui báo về. Đặc biệt là đối với người độc thân, các tính bách diệt xuất hiện giúp cho đường tình duyên của bạn có đào hoa nở rộ. Thời điểm này, canh tuất có thể nhận được sự chú ý của một vài người xung quanh. Nếu thấy có thiện cảm với ai thì canh tuất nên cho người đó cơ hội. Hãy giữ những suy nghĩ lạc quan và tích cực trong chuyện tình yêu, bởi khi có người yêu thương, canh tuất sẽ có người sẵn sàng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với bạn, cùng bạn đối diện với khó khăn và vượt lên trên nghịch cảnh. Nếu trong lòng đã có sẵn một bóng hình của ai đó, thì canh tuất cũng nên bày tỏ tình cảm hoặc tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Tuổi canh tuất không cần phải nói những lời hoa mỹ, chỉ cần bày tỏ lòng quan tâm chân thành bằng những hành động cụ thể, thì đối phương ắt sẽ cảm động. Với các cặp vợ chồng, mâu thuẫn qua đi là lúc hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Người ấy thường đưa cho bạn những lời cổ vũ, động viên hữu ích, giúp canh tuất có thêm động lực cố gắng trong cuộc sống. Nếu có thời gian rảnh, tử vi khuyên hai người có thể tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm vợ chồng, tạo thêm cho nhau những kỷ niệm khó quên. Tuy nhiên, thời điểm này điềm báo có kẻ đố kỵ, nên bày mưu chia rẽ tình cảm của gia đình. Vì vậy, canh tuất hãy luôn sáng suốt, trân trọng những cái mình đang có, biết rằng không ai là hoàn hảo cả. Vì vậy, hãy cảm thông vì cái chung thì hung hại mới không ảnh hưởng. Mỗi cá nhân phải biết hy sinh thấu đáo, không hơn thua đúng sai thì mới mong hạnh phúc dài lâu, êm ấm và trọn vẹn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi canh tuất sinh năm 1970, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của 12 con giáp thì thấy rằng người tuổi canh tuất không gặp phải vấn đề nào quá đáng ngại trên phương diện sức khỏe. Dù trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này phải đối diện với nhiều điều không mong muốn, nhưng may mắn là canh tuất vẫn có đủ sức khỏe và ý chí để đối diện. Đừng bắt bản thân phải làm việc quá vất vả. Tuổi canh tuất nên dành thời gian để nghỉ ngơi và rèn luyện thể dục. Thể thao khiến tinh thần sảng khoái hơn, cũng như giúp nâng cao sức khỏe khi gặp những chuyện không như ý muốn. Tuổi canh tuất cũng đừng nên suy nghĩ quá bi quan, hãy chấp nhận những gì mình gặp phải, từ đó mới có lối suy nghĩ tích cực hơn, không dằn vặt bản thân vì những điều không đáng khiến bản thân mệt mỏi. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, người tuổi canh tuất bước vào tiết khí bạch lộ, khí trời trở nên khô hơn. Sự thay đổi giữa nóng và lạnh trở nên chênh lệch khá lớn, lúc này dương khí thu gọn, chuyển sang trạng thái giấu mình. Người tuổi canh tuất nên ngủ sớm để dưỡng phổi, khí thuận theo đất trời, để sức khỏe được cải thiện. Buổi sáng thì dậy sớm một chút, hít thở không khí trong lành để thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể. Thói quen này sẽ giúp người tuổi canh tuất rèn luyện công năng xương khớp của cơ thể. Ngủ sớm, dậy sớm sẽ giúp người tuổi canh tuất dưỡng huyết khí, đề phòng bệnh tật tấn công. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi canh tuất sinh năm 1970? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi canh tuất sinh năm 1970. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi canh tuất sinh năm 1970. Xem tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi canh tuất trong thời điểm này là phúc hay họa, là may hay rủi, đều tùy thuộc vào thái độ của canh tuất. Nhìn chung, canh tuất không may mắn nhưng cuộc đời luôn có ẩn số, trong cái rủi có cái may, nếu biết tận dụng tốt cơ hội, thì chỉ một chút may mắn nhỏ nhoi cũng đủ để bản mệnh thành công vang dội. Trong những ngày này có thiên quan họa về sự nghiệp, đường thăng chức bất lợi, bị người khác cạnh tranh rất gay gắt. Nếu bi quan, canh tuất sẽ thấy điều này thật xui xẻo. Nhưng ở một khía cạnh khác, cạnh tranh càng lớn thì cơ hội để mình bứt phá càng nhiều. Lúc này, hãy vận dụng tài trí của mình để trở thành ứng viên xuất sắc nhất. Tài lộc trong thời điểm này không tốt, nhưng nếu nói là tốt thì còn kém xa.
tuổi Canh Tuất không có tài tinh, lại thêm tiểu hao đòi tiền, kiếm ra không bao nhiêu lại phải tiêu đi mất. Nhưng những ngày này là thời điểm tuổi Canh Tuất có lộc từ người thân, có thể người nhà sẽ trợ giúp về tài chính, giúp Canh Tuất thoát khỏi khó khăn, đói kém, nên không quá đáng ngại. Chuyện tình cảm trong thời điểm này bình thường, đối với người đang yêu thì chỉ bình bình, còn độc thân thì tiếp tục duy trì trạng thái như cũ. Chỉ có một điểm tiến bộ là Canh Tuất khá chăm chút ngoại hình, sống cởi mở và phóng khoáng hơn, nên nhân duyên dượng cũng tăng, có chiều hướng phát triển tích cực. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, xanh. Con số may mắn: 64, 58, 39 và 12. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm Tết Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 8 âm lịch của 12 con giáp báo rằng người tuổi Canh Tuất hãy đề phòng ngũ quỷ làm loạn, tiểu nhân quấy phá, sức khỏe yếu kém. Người ta trong tối, Canh Tuất ngoài sáng nên chắc chắn là khó đối phó hơn nhiều, cần thủ thế phòng bị, chuẩn bị trước đường hướng để bản thân không bị động. Công việc bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mà đồng nghiệp bất hợp tác, cấp trên dè chừng, thiếu tin tưởng, thời gian trước Canh Tuất đã phạm sai lầm, nên bây giờ để lấy lại lòng tin là cả một quá trình khó khăn, vừa phòng tiểu nhân, vừa thực hiện tốt công việc của mình không phải là điều dễ dàng. Chuyện tình cảm trong thời điểm này ổn định hơn, dù có người gièm pha, quấy phá, có sao thiên đức hòa diệu nhanh chóng xua đuổi những hiểu nhầm không đáng có và kết nối hai người lại với nhau. Tuy rằng mối nguy không lớn, nhưng bản mệnh vẫn nên chú tâm bồi dưỡng, vun đắp mối quan hệ của mình, tránh lơ là mà rạn nứt. Tuổi Canh Tuất tích cực tập luyện thể dục, thể thao, không chỉ tốt cho thân thể và tăng cường sức đề kháng, mà còn giúp bạn mạnh mẽ hơn, mang lại sự hưng phấn dồi dào và ý chí quyết đoán, có niềm tin vào chính mình. Đây là điều kiện cực kỳ quan trọng để phát huy năng lực, đối phó với những khó khăn trước mắt. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, đỏ. Con số may mắn: 35, 22, 67, 90, 83. Bí quyết cải mệnh của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Có bao giờ quý cô bác tuổi Canh Tuất tự hỏi tại sao rất nhiều người giàu có, trong khi những người khác lại phải đấu tranh để tồn tại hoặc sống cho qua ngày với một mức lương bèo bọt, trong khi họ có cùng một nền tảng tâm trí, cùng một gia đình? Với sự giáo dục và cơ hội phát triển giống nhau, chắc chắn họ sẽ nhận được các kết quả khác nhau. Một người rất thành công và một người sẽ thất bại. Tại sao điều trái ngược đó lại xảy ra? Một chuyên gia tài chính chia sẻ rằng, việc xem xét các kết quả khác nhau mà những người trong gia đình tôi có được để dạy cho tôi, nhờ bài học cuộc sống quý giá về việc xây dựng sự giàu có. Ông bà tôi là những công nhân nhập cư chăm chỉ, gương mẫu. Họ luôn công khai và tất cả các vấn đề về tiền bạc với bốn người con của mình. Do đó, bốn người đều nhận được những nguồn thông tin giống nhau. Ba trong số họ thậm chí còn có cùng nghề nghiệp. Tuy nhiên, những khoản tiền mà họ kiếm được lại rất khác nhau. Do vậy, tôi muốn chia sẻ trong bài viết dưới đây những quan sát và kinh nghiệm từng trải của mình với các bạn độc giả, để mọi người có thể tìm hiểu những hoạt động bổ ích khi muốn tạo ra tự do về mặt tài chính. Dưới đây là hai bí quyết bản mệnh cần phải nắm vững để trở nên giàu có. Bí mật thứ nhất, học cách biết ơn ông bà. Tôi luôn luôn trân trọng và đánh giá cao những cơ hội có sẵn trên quê hương mới của họ. Ngược lại, bố mẹ tôi thường hay phàn nàn về tiền. Dù họ kiếm được rất nhiều, sự thiếu hài lòng khiến bản thân họ cảm thấy không bao giờ là đủ và chi tiêu vượt mức cho phép, dẫn đến cảnh nợ nần suốt cuộc đời. Họ luôn chiến đấu vì tiền và đổ lỗi cho nhau về kết cục của mình. Những cuộc cãi vã liên tục xảy ra trong gia đình khiến tôi căng thẳng và không thể chịu đựng được. Khi bạn thể hiện sự biết ơn và hài lòng với những thứ mình có, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bản thân muốn. Vì vậy, bạn cần phải rèn luyện lối sống biết ơn kể từ ngày hôm nay một cách dễ dàng để thể hiện lòng biết ơn. Đó là liệt kê những thứ mà bạn đánh giá cao trong cuộc sống của mình. Nó có thể là sức khỏe, gia đình, bạn bè hoặc một doanh nghiệp mà bạn sở hữu đang trên đà phát triển mạnh. Bạn phải giành quyền kiểm soát tiền của mình, nếu không nó sẽ quay lại điều khiển bạn. Bí mật thứ hai, hãy bắt đầu tiết kiệm. Ông bà tôi sở hữu rất nhiều tiền vì họ biết cách quản lý tiết kiệm và là những người chi tiêu thông minh. Ngược lại,
hai người con của họ đang phải sống cuộc đời không một xu dính túi. Một người mất tất cả và đang sống trong nhà ở của chính phủ dành cho người già. Một người đã phải thu hẹp các khoản chi tiêu và hầu như không có bất kỳ tài sản nào. Một người con khác đã học theo thói quen tiền bạc của ông bà tôi và bây giờ đang hưởng thụ quãng thời gian nghỉ hưu vô cùng thoải mái. Vậy lựa chọn tiết kiệm như thế nào? Bạn nên thực hiện điều quan trọng nhất, đó là bạn phải nắm rõ tài chính của mình. Sử dụng một ứng dụng trực tuyến hoặc bảng tính để tính các khoản như thu nhập mang về nhà và bất kỳ nguồn thu nhập nào khác, cổ tức, tiền lãi. Việc tiếp theo nên làm đó là hoạch định việc chi tiêu của bạn, tách chúng thành hai loại thiết yếu và tùy ý, đồng thời phải bao gồm cả tiền tiết kiệm trong ngân sách của bạn. Nếu bạn muốn tăng tiền tiết kiệm, hãy tìm cách giảm chi phí mua sắm những khoản không cần thiết. Như bạn có thể thấy, việc đạt được mức độ giàu có và tự do tài chính không khó như bạn nghĩ. Nếu bạn thực hiện tốt hai bí mật đơn giản này, con đường trải đầy hoa hồng đang chờ đón bạn. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của cô bác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng. Sao La Hầu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm, nếu muốn tiến hành việc quan trọng thì nên tránh hai tháng này. Theo niên hạn, hạng tam kheo. Hạng tam kheo chủ yếu gây thương tật ở tay, chân, vì thế, năm gặp hạng này thì nên đi đứng cẩn thận, hạn chế bị té ngã hoặc tai nạn bất ngờ. Ngoài ra, cần đề phòng chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Theo vận niên, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Tuất nam mạng gặp vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ, hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ. Báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, các bổng chuyển hung, khó lường bất trắc. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng, điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Đối với nữ mạng tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, theo sao chiếu mệnh, sao kế đô. Dân gian có câu nam La Hầu,
Nữ kế đô để ám chỉ rằng kế đô là sao hạng nặng đối với nữ giới. Năm có sao này chiếu thì đương số thường kém may, hay gặp chuyện tranh chấp, thị phi, đau khổ, buồn rầu, lại dễ bị đau yếu, tai nạn, bệnh tật, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Theo niên hạn, hạn thiên tinh, hạn này chủ về vấn đề ngộ độc trong ăn uống, tai bay dạ gió trong lời nói. Ngoài ra, nó cũng ví như cạm bẫy đang giăng sẵn, nếu hành động chủ quan, tin người thái quá là bị lừa đảo khiến tiền mất tật mang. Theo vận niên, trong năm con rồng, tuổi Canh Tuất nữ mạng gặp vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ. Hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, các bổng chuyển hung, khó lường bất trắc. Cách hóa giải vận hạn. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.